Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc giường mây rất là đẹp. Giường này sử dụng chất liệu MDF của melamin và được đóng có 3 hộp kéo ở dưới. Lưới mây này là lưới mây nhựa, mình đóng rất là căng này các bạn. Lưới mây này thì mình mới tìm được một nguồn lưới mây rất là đẹp, lưới mây nhựa nhưng mà nhìn rất là thật nha các bạn. Đó, thì hôm nào mình sẽ ra một video riêng để giới thiệu về cái lưới mây này cho các bạn. Giường này là chân đệm 1m6 x 2m. Toàn bộ đầu và đuôi thì mình đều bo cong các góc để cho đỡ nguy hiểm. Ba hộp kéo này mình sử dụng là ray của hãng Ivan, ray 4 tấc là 40cm á. Tại vì không gian nhà khách của mình hơi bé cho nên là mình không thể dùng ray dài hơn được. Xin lỗi các bạn, cái trong này hộp kéo nó hơi bụi. Tại vì đang làm ở xưởng á, thì khi nào lúc đóng gói bàn giao thì mình sẽ luôn lo sạch sẽ để bàn giao cho khách hàng. Bạn nào có nhu cầu làm đồ nội thất á, đồ rời hoặc đồ lẻ hoặc là thi công công trình như nhà ở, quán ăn, cà phê, showroom, văn phòng vân vân thì có thể liên hệ mình qua hotline ở bên dưới. Sắp tới mình sẽ làm thêm nhiều video bổ ích hơn về vật liệu nội thất, chia sẻ các không gian đẹp và nơi mua đồ trang trí nội thất cho các bạn. Vì thế các bạn đừng quên nhấn like, theo dõi và chia sẻ kênh của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Còn bạn nào mà muốn mình làm video về vấn đề gì thì cứ để lại tin nhắn ở bên dưới. Mình sẽ cố gắng đáp ứng hết yêu cầu của các bạn. Vậy nha, xin chào các bạn.